Môn này của chúng ta tên môn có thể là lập trình cơ bản, lập trình căn bản, lập trình Python cơ bản, lập trình Python căn bản. Nhưng bản chất nó vẫn là một. Cô tên là Nguyễn Hoàng Điệp thì ở trong thời khóa biểu của các bạn là có rồi. Có gì thì các bạn có thể cái số điện thoại ở dưới là số Zalo mà cô hay dùng. Ở trên cũng có số Zalo nhưng cô rất là ít dùng. Đấy, chúng ta có thể hỏi qua Zalo hoặc mail, cô check mail thường xuyên. Cô thuộc bộ môn công nghệ phần mềm nhé. Chúng ta sẽ khoa chúng ta là có 3 bộ môn, đúng không? Đấy thì lớp mình 125, mã 125 kỹ thuật phần mềm là các bạn phía sau các bạn có thể là chọn theo cái chuyên ngành hẹp, có thể là bên web, bên mobile hay là bên test thì đều thuộc bộ môn công nghệ phần mềm quản lý và ngành của chúng ta đều là ngành kỹ thuật phần mềm. Chưa? Và cô là thuộc bộ môn công nghệ phần mềm. Đây là đồ án hay gì chúng ta cần tập lại nhau nhiều. Môn của chúng ta là 3 tín chỉ. Đấy, cái này cô chưa sửa là thời năm nay sẽ áp dụng là 2 tín chỉ lý thuyết là 30 tiết lý thuyết và 30 tiết thực hành chúng ta sẽ học theo thời khóa biểu. Điểm đánh giá thì sẽ có điểm thực hành. Điểm thực hành thì đánh giá có thể đánh giá điểm thường xuyên và điểm final test. Cuối cùng là chốt lại là sẽ là một điểm duy nhất. Và còn kết thúc học phần của chúng ta mặc định sẽ là thi viết. Sao em không nghe rõ hay gì nhỉ? Lúc nãy điểm danh là có cả các bạn ở trên Zoom, trên Meet thì đều đấy mà. Cái đấy tí sau nhé. Các bạn cứ nhắn vào ô chat, có gì tí nữa tôi xem. Đến giờ ta chơi. Kết thúc phần chúng ta sẽ mặc định là thi viết. Đấy, tuy nhiên là nếu mà dịch như học kỳ vừa rồi thì hầu như là sẽ chuyển đổi cái hình thức. Bởi vì thi viết thì chúng ta sẽ có hai dạng là thi viết mà thi viết on và off. Đấy, tức là thi viết được sử tài liệu và không được sử tài liệu. Thế còn cái dạng có thể chuyển đổi từ cái thi viết on trở thành thi bài tập lớn hay gì đấy thì đấy là do dịch và có thể chuyển đổi. Nhưng mà nếu như không có gì thay đổi thì môn này của chúng ta sẽ là thi viết nhé. Chốt cạn lại là đánh hình thức đánh giá của chúng ta là sẽ có đánh giá điểm thực hành. Và điểm thực hành ở đây sẽ cô sẽ đánh giá cả điểm thường xuyên, tức là cái bài tập thường xuyên ở trên lớp và xem màn hình để kiểm tra và sẽ làm cả bài test để đánh giá nữa. Bài test thì sẽ làm bài final test, thì sẽ làm vào bài cuối cùng, final test practice. Thế còn cái bài quiz hay gì đấy thì này cái đấy là đánh giá vào trong cái quá trình học ở trên lớp thôi, để chúng ta xem củng cố lại kiến thức thôi. Đấy, kết thúc phần thì nhớ là chúng ta sẽ thi viết nhé, mặc định thi viết. Thế còn nếu mà dịch hay gì đó mà có thể thức thi thay đổi thì cái đấy tính sau, nhưng mặc định là chúng ta sẽ thi viết. Và thi viết ở đây một bài nó sẽ dạng một cái bài toán, dạng project, một cái bài toán quản lý nho nhỏ. Thì cái ở trong cái bài thực hành cuối của chúng ta đấy, đấy có cái bài mẫu rồi thì nó sẽ dạng kiểu như vậy. Mục tiêu của môn học này của chúng ta là tức là cái đây là môn lập trình căn bản, tức là chúng ta sẽ phải tiếp cận cái cơ bản nhất về lập trình. Cái lập trình căn bản này này có thể ngày trước sẽ là C C sau này là C thăng và hiện nay thì Python. Thì lý do chọn Python thì cũng rất là nhiều lý do. Python thì cái ngôn ngữ này bây giờ nó rất là phát triển, rất là nhiều lập trình viên dùng và cái quan trọng là nó tựa theo ngôn ngữ tự nhiên, nó rất dễ để tiếp cận và nó rất hợp với người mới tiếp cận cái tư duy về lập trình. Cũng đấy vừa là ưu điểm mà cũng là nhược điểm của cái ngôn ngữ Python. Tức là chúng ta ngành phần mềm, kể cả các bạn theo web hay là theo mobile thì đến các kỳ sau chúng ta sẽ tiếp cận nhiều ngôn ngữ lập trình đối tượng khác. Python là ngôn ngữ lập trình đối tượng nhé. Thế nhưng các ngôn ngữ lập trình khác kia thì nó có thể nó sẽ chặt chẽ hơn, nó chặt chẽ hơn và yêu cầu cao hơn là Python. Nên là khi mà dạy môn này thì cô cũng sẽ nói sơ qua một chút để các bạn có một cái thói quen tốt, để nó sẽ hỗ trợ các bạn tốt hơn
để thì sau thì sau nữa chúng ta tiếp cận các cái ngôn lập trình khác như là C thăng hay là Java hay là PHP. Và nói chung đối với tất cả các ngôn lập trình, đối với tất cả ngôn lập trình nhé, thì bao giờ chúng ta cũng sẽ phải giải quyết được bài toán. Mà để sự giải quyết bài toán thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải dùng cái cơ bản nhất, thao tác vào ra này, nhập xuất dữ liệu này, các kiểu dữ liệu này, rồi các cái cấu trúc điều khiển này, ví dụ như cấu trúc điều khiển sẽ nhánh, cấu trúc điều khiển lặp, vân vân. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy một bài toán mà nó hơi phức tạp một chút thì người ta sẽ chia nhỏ ra, chia nhỏ để người ta dùng hàm. Thì tất nhiên là Python chúng ta tiếp cận sẽ khi sau chúng ta tiếp cận các ngôn ngữ lập trình khác, chúng ta cũng lại tiếp cận các cấu trúc điều khiển rồi là hàm vào ra nhập xuất, nhưng mà mỗi tội là cái ngôn ngữ khác nhau thì nó sẽ khác nhau một chút thôi, còn những tư duy thì nó cũng không thể thay đổi, thì chúng ta cũng không thể ngại. Thế thì Python nó là cái ngôn ngữ mã nguồn mở và nó rất mạnh để các cái thư viện. Đấy, tuy nhiên nó cũng có nhược điểm rồi, nó mở mở open, nên là cái nhiều nhóm nhiều group cùng xây dựng dựng một thư viện. Đấy, nên là chúng ta sẽ chú ý là khi là chúng ta import, chúng ta sử dụng một thư viện nào đó thì chúng ta lựa chọn cẩn thận. Nhưng mà đối với môn này thì chúng ta cô sẽ đưa trước rồi và có giáo trình rồi, chúng ta sẽ có sẵn tên thư viện rồi, chúng ta cũng không phải lo gì vấn đề đấy. Và tương lai nếu mà chúng ta nghiên cứu khoa học và đồ án năm đồ án tốt nghiệp mà chúng ta sử dụng đến Python để làm trong cái sản phẩm của mình, cái sản phẩm bài toán, cái ứng dụng phần mềm của mình, thì lúc đó thì chúng ta sẽ lúc ấy nhớ là lựa chọn cẩn thận các cái thư viện, bởi vì nó là mở, nó rất nhiều thư viện cùng làm được một vấn đề, nhưng mà cái thư viện đấy thì người này làm nó sẽ khác, người kia làm nó sẽ khác, đúng không? Đấy, nên là chúng ta lựa chọn cẩn thận thôi. Thì một số thư viện điển hình đối với môn này sau này mấy bài cuối các bạn sẽ tiếp cận, ví dụ như là Pandas, đấy là cái thư viện mà xử lý dữ liệu rất là nhanh và tốt. MapReduce chuyên về biểu đồ và NumPy chuyên về xử lý dữ liệu, thống kê dữ liệu. Đấy, đấy là cái mục tiêu, và cũng từ đó thì chúng ta sẽ có nội dung cái môn học của chúng ta. Đấy, thì hôm buổi hôm nay thì chúng ta sẽ giới thiệu sơ qua một chút về cái ngôn ngữ lập trình Python cũng như lập trình căn bản, biểu thức biến kiểu dữ liệu. Cái biểu thức biến kiểu dữ liệu này chúng ta sẽ cố gắng là được đến đâu thì được. Còn lại thì buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục, bởi chúng ta có những 8 buổi cơ, đúng chưa? 8 buổi cũng theo thời có biểu. Nên là cô sẽ cố gắng là làm sao để chúng ta tiếp cận được kiến thức mà vừa tầm nhất. Tiếp theo thì sẽ là nhờ theo nguyên tắc của bao giờ cũng có sẽ có nhập xuất dữ liệu rồi trên từ bàn phím. Đấy, thì buổi sau chúng ta sẽ học cái phần nhập xuất dữ liệu. Rồi là các cái cấu trúc điều khiển. Để chúng ta để giải quyết bài toán bao giờ cũng phải có cấu trúc điều khiển, thì có hai loại cấu trúc điều khiển cơ bản là cấu trúc dãy nhánh và cấu trúc lặp. Dãy nhánh là chúng ta dùng khi mà bài toán của chúng ta nó sẽ chia thành các cái nhánh trường hợp. Đấy, thì mỗi trường hợp chúng ta sẽ gọi là một nhánh, thì và cái giá trị này thì sẽ vào nhánh sử cái nhánh này, cái trường hợp này sẽ vào nhánh này, giống như cái bài giải phương trình bậc 2 mà các bạn học hồi cấp 2, đúng không? Nếu như delta mà lớn hơn không đấy thì nó sẽ ra nhánh là hai nghiệm phân biệt, delta nhỉ bằng không thì nó sẽ ra nhánh là gì, có nghiệm kép, và các bạn sẽ xử lý và đưa ra kết quả thôi, nếu mà nhỏ không thì nó sẽ không có nghiệm thực, được chưa? Đấy, đấy là các nhánh. Như vậy trường hợp với giải phương trình bậc 2 đấy, chúng ta sẽ có ba nhánh. Đấy, cấu trúc lặp lặp là khi mà một cái bài toán mà chúng ta muốn yêu cầu là lặp đi lặp lại một đoạn chương trình nhiều lần thì chúng ta sẽ nghĩ đến cấu trúc lặp. Các cái kiểu collection, những cái kiểu dữ liệu mà người ta cần dùng nhiều ấy, được chưa? Cần dùng nhiều. Cái này cái theo quy luật cung cầu thôi, cần thì sẽ có. Khi mà người ta muốn xây dựng chương trình, các cái dev, các coder, người ta khi nó xuống, người ta cần kiểu dữ liệu này để dùng nhiều trong các cái quá trình người ta làm. Thì khi đó thì các nhà phát triển ngôn lập trình bao giờ cũng sẽ cung cấp để làm sao cho các lập trình viên chúng ta là làm nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể. Thì những cái thư viện hay là những cái package đấy nó tùy nhá, Java thì gọi là package, Python chúng ta cũng thường gọi là package, gọi là thư viện đấy, nhưng mà cái tên nó cũng không quan trọng, bản chất là người ta xây dựng sẵn chúng ta và chúng ta chỉ việc dùng thôi.
chậm. Thế thì những cái kiểu dữ liệu này thông thường thì chúng ta sẽ gọi là các collection, các cái kiểu dữ liệu là người ta đã lựa chọn để giúp chúng ta là lập trình nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thì đấy, ví dụ như là kiểu dữ liệu danh sách list, kiểu tập hợp set, kiểu từ điển dictionary, vân vân. Rồi chương trình con thì cô đã nói rồi, các bài toán mà chúng ta chia nhỏ chương trình ra hoặc là không muốn đặt lại đoạn chương trình con nhiều kiến lần. Này con kiến này. Đấy, không muốn lặp đi lặp lại đoạn chương trình nhiều lần thì chúng ta sẽ có thể dùng chương trình con. Kiểu gì đến lúc cuối là chúng ta bắt buộc là phải dùng chương trình con luôn, vì chẳng có bài toán nào mà đọc thủ lù một cái bài toán lớn lớn một chút mà biết hết code trong một chương trình lớn, không bao giờ như thế. Kiểu gì phải chia nhỏ ra, cái này vừa là chương trình sáng sủa dễ sắp lỗi, và nhiều khi là để cho chúng ta đỡ phải viết lại đoạn chương trình nhiều lần thì code của chúng ta sẽ ngắn đi. Nhiều lý do khác nữa, đấy là hai lý do chính. Đấy là việc với cả dữ liệu lưu trữ của người ngoài. Chúng ta có thể dùng luôn cái ngôn ngữ trình hỗ trợ, hoặc không chúng ta dùng pandas. Thì khi dữ liệu lớn thì đa số là dùng pandas. Cái đối với pandas của Python xử lý dữ liệu rất là nhanh và hiệu quả. Cái biểu đồ matplotlib, thống kê, numpy. Và ngôn ngữ lập trình nào chúng ta cũng biết là có một số trường hợp thông thường nó xảy ra không sao. Thế nhưng mà những cái trường hợp ví dụ như chúng ta thấy là chúng ta số A trên số B chẳng hạn, số B bằng 0 thì rõ ràng là A chia cho 0 làm gì có chia được. Đấy là ngoại lệ. Đấy. Hoặc là chúng ta làm việc với tệp, với bộ dữ liệu bộ nhớ ngoài. Nhưng vấn đề là gì? Vấn đề là cái tệp đấy nó không tồn tại cái đường dẫn đấy. Đấy là ngoại lệ. Và những cái trường hợp ngoại lệ đấy, ngoại lệ exception đấy, thì thông thường một là chúng ta sẽ phải làm thế sao để cho cái xử lý tay cái chỗ đấy. Không thì chúng ta có thể nhờ hỗ trợ của ngôn ngữ lập trình. Thì thông thường là cố gắng là chúng ta sẽ tự xử lý. Thì cái ngoại lệ hay là một số người thường gọi là try catch, nó sẽ có thông thường ngôn ngữ lập trình có hai cách xử lý, nhưng đa số người ta sẽ chọn cái phương án là xử lý ngoại lệ try catch. Đấy, đấy là cô vừa giới thiệu sơ qua về cái mục tiêu của môn học, về cách đánh giá và nội dung sơ qua của môn học. Có bạn nào có câu hỏi gì về nội dung môn học này chúng ta không? Chúng ta chú ý là nếu mà chúng ta nói thì chúng ta sẽ bật mic lên, sau đấy nói xong chúng ta sẽ tắt mic đi nhé. Cô ơi, cho em hỏi ạ. Ừ, em nói đi. Khi mình học Python này thì mình nên sử dụng ứng dụng nào để học dễ dàng? À, có, cái đấy chắc chắn là cô sẽ giới thiệu ngay chỗ phần 1 giới thiệu Python này rồi. À, vì nó có nội dung nên là câu hỏi này cô sẽ để lại để tí nữa. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn. Thế còn có câu hỏi nào khác ngoài câu hỏi này không? Câu hỏi này sẽ được trả lời ngay sau chúng ta, ngay sau cái phần này và cái phần giới thiệu ngữ Python luôn. Có nhà có câu hỏi khác không? À, không ạ. Ok, cảm ơn các bạn. Nếu không mà không có một cái question nào thì chúng ta sẽ vào luôn cái phần giới thiệu của ngữ Python nhé. Cái lựa chọn cái ngôn ngữ Python thì có một số lý do chính. Đấy, như lúc nãy cô nói thì cái ngôn ngữ này nó rất là tựa cái ngôn ngữ tự nhiên, rất là natural luôn. Đấy, và cái do là nó tựa ngôn ngữ tự nhiên, rất là natural, nên là chúng ta rất dễ đọc và dễ học. Đấy là nguyên nhân cơ bản nhất để lựa chọn cái ngôn ngữ Python khi mà chúng ta mới tiếp cận với lập trình. Bên cạnh đó thì có một số lý do khác. Ví dụ như là gì? Python của chúng ta nó cũng là ngôn ngữ lập trình đối tượng. Và khoa chúng ta là đa số là chúng ta sẽ được đào tạo thành các cái lập trình viên kỹ thuật phần mềm. Chúng ta ngành web mobile là cái lập sau này sẽ là các dev lập trình viên, và đa số chúng ta sẽ xử lý các bài toán quản lý và cái theo hướng là hướng đối tượng objective oriented. Đấy, và Python cũng là ngôn ngữ lập trình đối tượng. Cái nữa đó là Python nó có thư viện, cái số lượng thư viện cực kỳ phong phú. Và lúc nãy cô nói là nó vừa là ưu điểm nó vừa là nhược điểm, tức là cái gì cần thì người ta xây dựng cho chúng ta, nhưng lại có rất nhiều nhóm xây dựng. Và vì có nhiều nhóm xây dựng nên chúng ta lựa chọn cái thư viện nào tốt nhất để dùng
làm cho cái hiệu quả công việc chúng ta cao nhất nữa cơ. À, một lý do khác nữa là cái Python là ngôn ngữ rất là phổ biến, có thể là nó ra đời sau, có thể nó ra đời sau so với ngôn ngữ lập trình khác, nhưng cái số lượng lập trình viên dùng nó và đánh giá nó thì càng ngày càng cao. Ngay cả từ 2016, đây là số lượng lập trình viên dùng Python đã đến con số này rồi. Còn hiện nay đến 2021 thì con số này nó còn nhiều hơn. Và đây là ngôn ngữ điển hình khi mà nghiên cứu về trong AI và machine learning. Đấy, nên là bạn nào mà nghiên cứu khoa học ấy, bạn nào thường là các bạn đến năm thứ ba sẽ là cái tuổi nở rộ nhất của nghiên cứu khoa học ở sinh viên, thì đa số là các bạn sẽ dùng Python để hỗ trợ cho cái chương trình của mình, nhất là những bạn mà làm về AI hay là cái nhóm 15.5 à 17.5 vừa rồi cũng có một nhóm các anh ấy dùng làm một cái thẻ sinh viên điện tử ấy, thì trong đó là các anh ấy nhận dạng, nghĩa là chụp vào cái thẻ sinh viên đặt trước thẻ sinh viên các bạn, xong đấy nhận dạng để bóc tách lấy cái thông tin để đưa vào cái ứng dụng của mình. Thế thì nếu mà nhập bằng tay rất là lâu đấy thì mà đã không chính xác, thế thì việc mà đưa ảnh vào cái nó có dữ liệu luôn, thì cái đấy là sẽ sử dụng cái phần detect của một cái packet để hỗ trợ việc mà nhận dạng để lấy ghép cái thông tin, và cái đấy là viết trên Python. Sau đó lại đến khi bạn có dữ liệu rồi thì lưu trữ dữ liệu xuống hệ quản trị cơ sở dữ liệu và đẩy vào trên web server, xong client là lấy dữ liệu thôi. Tức là nó sẽ dùng một bước nào đó trong cái sản phẩm của mình, và ngay cái sản phẩm rất là nho nhỏ đấy chúng ta cũng có sử dụng Python, chứ chưa nói đến sau này chúng ta đi làm. Python thì có thể ngôn ngữ này có thể hỗ trợ chúng ta trong rất là nhiều thứ. Lập trình web nó không mạnh lắm nhưng nó có hỗ trợ. Thế còn về AI, về machine learning, về lập trình robot các thứ thì rất là mạnh luôn. Đây là ngôn ngữ điển hình cho cái phần AI machine learning và cái phần lập trình robot. Thế còn game hay ứng dụng thì Python có hỗ trợ và hoàn toàn chúng ta có thể làm được những ngôn ngữ khác, nhưng nó sẽ không mạnh như là ở trong AI machine learning nhé. Nên là nghiên cứu học thì chúng ta sẽ sử dụng nhiều hơn. Cái trả lời câu hỏi của một bạn lúc nãy vừa hỏi và đồng thời cũng là nội dung của giới thiệu cái ngôn ngữ Python của chúng ta, đấy là về việc mà chúng ta nên để có thể học cái ngôn ngữ này để có thể tiếp cận được cái cơ bản về cái lập trình thì chúng ta sẽ cài đặt gì và chúng ta làm như thế nào. Thế thì đối với ngôn ngữ này chúng ta, một là chúng ta sẽ online. Các bạn bây giờ lên Internet, lên Google, search cái là code Python online, nó ra rất nhiều trang web, nó có nhúng compiler, nhúng cái phần nguồn để dịch cái code đấy cho các bạn theo ngữ Python. Thế thì đây là một cái link mà đã lựa chọn rồi. Tức là có rất nhiều link, nhưng mà tại sao lựa chọn link cái trang web này? Một lý do rất là cơ bản, vì nó sẽ hỗ trợ chúng ta chạy từng bước. Mặc dù là cái Python với Java nó là ngôn ngữ thông dịch, tức là chúng ta ngôn ngữ thông dịch thì chúng ta sẽ nó sẽ chạy vù, các bạn thường hay gọi chạy vù một cái, thế nhưng mà ngôn ngữ biên dịch thì có thể chạy từng dòng. Tuy nhiên như thế nhưng mà chúng ta có thể đấy. Có thể chạy từng step by step luôn hỗ trợ việc điều đấy. Lúc mà chúng ta mới học ấy, nhất là cấu trúc điều khiển dễ nhánh lắp ấy và hàm, thì chúng ta step by step thì sẽ rất dễ hiểu đấy. Và nếu mà tất nhiên là các ngôn ngữ lập trình, các cái web mà nó nhúng khác nhau thì cũng là theo cái ý đồ của người tạo ra, nên nó sẽ khác nhau một chút. Cái tí nữa thì chúng ta sẽ demo cái phần này.
Nên nếu mà ở cái trang web mà cô vừa gửi xong pythontutor.com thì chúng ta sẽ là đầu tiên là chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ. Nhưng nhớ là Python chúng ta sẽ có rất là nhiều version. Như cô nói nó nằm ở ngôn mở. Và nhiều version này chúng ta chú ý là chúng ta sẽ chọn từ version 3 chấm nhé. Và giáo trình của các bạn, giáo trình mà cô đẩy ở trên Classroom ấy cũng là viết theo cái 3 chấm. Tức là cái version 3 chấm trở lên, chứ còn version 2 chấm nó sẽ khác rất là nhiều. Kể cả các thư viện, các bạn làm việc thư viện với các cái version Python 2 chấm với cả 3 chấm cũng rất là khác nhau. Thế nên là chúng ta chú ý là chúng ta sẽ chọn các cái version Python chúng ta là 3 chấm. Và kể cả chúng ta chạy online chúng ta cũng chọn các cái version có thể là 3 chấm, người ta để 3 chấm hoặc là 3.5, 3.6, 3.7 hay gì đấy. Chứ chúng ta không chọn version 2 chấm nhé. Ví dụ ở trang của cô là nó sẽ có Python 3.6 và 2.7 chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ chọn 3.6 nhé. Thế còn có các trang web thông thường nó hỗ trợ rất là nhiều ngôn lập trình. Chúng ta chú ý là chúng ta đang dùng Python thì chúng ta sẽ chọn Python. Cái bước 1 là chọn ngôn ngữ này. Bước 2 là chúng ta chọn thảo code thôi. Và tí nữa chúng ta sẽ soạn thảo cái chương trình nổi tiếng nhất trong các ngôn lập trình. Đấy là chương trình Hello World. Tại sao nó nổi tiếng? Bởi vì bất kỳ ai mà vào bắt đầu học ngôn lập trình thì cũng biết nó. Vì vậy nó là cái chương trình Hello, là chương trình cực kỳ nổi tiếng. Và hoặc là đã quen rồi nhưng mà chúng ta test test thử xem mà cái trình duyệt này ok chưa, cài đặt ok chưa, dịch được chưa, thì người ta cũng biết chương trình Hello World để chạy thử. Đấy, đấy là lý do vì sao mà có thể nói là chương trình nổi tiếng nhất. À, sau đấy bước 2 soạn thảo xong thì chúng ta chạy thôi. Khi chạy thì chú ý là cái trang web là mà cô gửi thì nó sẽ là execution. Thế còn là một số trang thì nó sẽ là execute hoặc là run. Execution nó là danh từ thôi, còn execute nó là động từ. Đa số các trang sẽ chọn run execute. Đấy, xong là chúng ta sẽ first slot back forward thì chúng ta biết mấy từ này rồi. Chúng ta sẽ chạy dòng đầu tiên, chạy dòng cuối cùng, chạy ở dòng giữa. Đấy, thì cái dòng chạy đến đâu thì nó sẽ là mũi tên đến đó và cái kết quả nó sẽ ra output. Thì cái trang web này thì kết quả nó ở màn hình bên phải, nhưng mà hầu hết trang web thì là cái kết quả nó sẽ ở phía bên dưới. Đấy, thì chúng ta cứ chạy từng dòng một thôi, cái này hỗ trợ chạy từng dòng, đấy là lý do mà chọn cái trang này. Thế còn hầu hết trang web nó chỉ chạy ra kết quả thôi, chứ nó không hỗ trợ chúng ta là cái nhìn thấy step by step. Rồi bản thân là Python nó không dịch nên là cái việc này là hơi khó. Đấy, và cái thứ hai đến một đấy là chúng ta sẽ chọn online nhé. Đấy là chúng ta run online nhé, run Python online. Thế còn bình thường ấy, run Python online thì cái đấy là nó sẽ hỗ trợ chúng ta cái kỹ năng mà dùng các cái phím tắt để là code nhanh nhất có thể. Thì code online đấy thì để chúng ta hình dung ra đầu vào đầu ra và chạy nó như nào thôi. Nhưng mà thực ra code thì nó sẽ không hỗ trợ chúng ta code nhanh. Tại sao cô nói là code nhanh? Ví dụ như là một cái từ khóa hoặc là một cái tên nó dài hàng chục, hai chục ký tự. Thế nhưng nếu mà vào cái IDE, cái môi trường phát triển tích hợp của chúng ta, nó tích hợp với cả cái ngôn ngữ lập trình để nó dịch cái chương trình code chúng ta, thì cái IDE đấy thường thường nó sẽ hỗ trợ trợ chúng ta code nhanh. Đấy, cái tên nó dài đến 20 ký tự nhưng mà chúng ta chỉ gõ một hai ký tự là tự động nó sắp xếp cho chúng ta, và chúng tôi chúng ta enter, thế là xong. Cái tí nữa chúng ta sẽ demo cái việc đó. Đấy, thì ở đây các bạn nhìn thấy luôn là cô vừa nói đến cái một IDE và ngay dòng đầu tiên thì các bạn nhìn thấy hai trên Python, hai trên Python là con trăn nhé. Python là cái tên một ngôn ngữ lập trình của chúng ta, và pay cái chữ đầu này về sau những cái file nguồn, mã nguồn của Python của chúng ta sẽ có đuôi có phần tên mở rộng là pi file. Trên trên là duyên dáng. Cũng không hiểu ra là cái người mà viết ra cái app này lại chọn cái tên là trên. Đấy, ngay cái tên của nó cũng là thích hợp nhất cho Python rồi, Python trên đúng không? Rất là duyên dáng, rất là quyến rũ và nó cực kỳ nó chỉ để riêng cho Python thôi. Cái IDE mà thích hợp nhất cho Python trên đấy là cho Python đấy là Python trên. Nó sẽ hỗ trợ chúng ta là môi trường phát triển tích hợp, hỗ trợ chúng ta code nhanh nhất có thể. Thế ngoài ra PyChain cũng có rất nhiều IDE khác.
có thể trợ giúp chúng ta trong việc mà lập trình. Cái ví dụ như là Visual Studio có hỗ trợ, Visual Code có, và còn nhiều IDE khác nữa. Thế nhưng mà IDE mà thích hợp nhất cho Python, cô nhắc lại, đấy là PyChain. À, khi mà nếu mà chúng ta nghiên cứu học và chúng ta chuyên lập trình trong Python thì bao giờ người ta cũng lựa chọn PyChain. Thế còn nếu như mà chỉ là không phải chuyên mà gọi là có thì người ta có thể sử dụng các cái IDE khác, đấy như cô vừa nói là Visual Code hay là Visual Studio vân vân. Nhưng PyChain sẽ là IDE thích hợp nhất cho Python nhé. Và khi cài đặt ấy, thì thông thường là chúng ta sẽ đầu tiên là cài đặt cái nguồn, đấy là Python. Đấy, sau khi mà cài đặt nguồn rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ cài đặt IDE này, là cài đặt PyChain. Thế thì PyChain thì khi cài đặt thì các bạn chú ý nhé, Python thì nó miễn phí là free 100%, nhưng PyChain thì không miễn phí. Nên là chúng ta nó sẽ có bản là giống như Visual Studio, nó sẽ có bản Community, có bản Professional, có bản Ultimate. Chưa? Thì cái bản là Community cộng đồng ấy sẽ là bản miễn phí nếu mà chúng ta đăng ký. Visual Studio cũng thế ạ. Thế còn Professional và Ultimate là nó không free đâu. Nên chúng ta khi mà chọn là khi mà chọn cái IDE này, còn phía sau mà chúng ta học cơ sở lập trình C# và chúng ta dùng Visual Studio ấy, thì chú ý là chúng ta sẽ chọn bản Community nhé, bản cộng đồng. Thì cái bản đấy thì chúng ta đăng ký có thể dùng tài khoản mail hay là gì đấy, thì nói chung là nó sẽ có nhiều cách để là nó sẽ free mà chúng ta không phải correct. Thế còn nếu Professional hay là cái Ultimate thì các bạn phải correct thì nó free được. Và thôi, các bạn yên tâm là đến kể cả bạn học xong rồi các bạn vẫn dùng Community bình thường, bởi vì những tính năng của bạn chỉ cần dùng đến thế thôi, không cần phải dùng nhiều hơn. Chưa? Thế còn các cái version khác nhau thì giao diện nó sẽ khác nhau. Version khác nhau là giao diện khác nhau. Đấy, nên là chú ý là tốt nhất ý, theo kinh nghiệm là giáo viên, các thầy cô, tại vì sau này các bạn còn học lập trình nhiều, các thầy cô mà sử dụng cái version nào thì chúng ta theo version đấy, thì chúng ta đỡ phải suy luận xem là cái này, cái giao diện này của thầy Thắng này thì giao diện version của mình sẽ như thế nào, hay giao diện này của cơ Hà thì giao diện của mình nó sẽ như thế nào, không phải suy luận điều đấy. Và chúng ta dùng cố gắng là cài đặt theo cái version của giáo viên thì nó sẽ không có suy luận. Còn nếu mà dùng version khác thì không được, tại sao lại không được? Mỗi tội là chúng ta lúc mà chúng ta không biết tư duy, chúng ta hỏi giáo viên thôi. Bởi vì thường là kinh nghiệm các thầy sẽ dùng qua nhiều các cái version rồi. Và một kinh nghiệm nữa của cô là không cần phải dùng cái version mới nhất đâu nhé. Version nhất là version thử nghiệm. Thử nghiệm tốt nhất là chúng ta mới chúng ta không nên dùng. Trải nghiệm cái mới thì tốt đấy, nhưng cái mới nhiều khi nó lỗi thì chúng ta không biết, hoặc nó lạ thì chúng ta không biết, nên chúng ta dùng cái version gần mới thôi, nó không phải là newest, nghĩa là không phải mới nhất, mà chúng ta dùng là gần mới nhất thôi nhé, chúng ta kinh nghiệm. Rồi cái Python PyChain thì ở trên cái các bạn có thể lên Google để các bạn tải, hoặc là ở trên như cái ở trong Classroom cô cũng có link đấy, các bạn cũng có thể tham khảo sử dụng cái version đấy. Version đấy là hoàn toàn đủ dùng rồi, đủ dùng cho cả các bạn nghiên cứu học ấy, và kể cả làm đồ án tốt nghiệp ấy, chứ không phải là đủ dùng chỉ đủ dùng cho môn này. Đây các bạn yên tâm, mấy version đấy nó không phải là mới nhất nhưng mà nó dùng rất là ok rồi, nó là version 3 chấm luôn, không phải 2 chấm hay là 2.7 nữa. Thế nên ở trên file trên cái IDE này thì chúng ta theo nguyên tắc, kể cả các bạn sau này các bạn là chính sĩ thăng mà Java PHP gì đấy thì các bạn luôn luôn là new project thôi, cứ new tạo mới thì chúng ta new. Thế xong chúng ta tạo file, cái này tí nữa chúng ta sẽ demo nhé. Thế xong là nhập tên file, chọn ok, cái này cứ next, ngôn ngữ nào cũng thế, nó có thể là giao diện nó khác, tên nó hơi khác một chút, nhưng mà bao giờ nó cũng là gì, new, xong mà project rồi nhập tên, rồi next, có thể chọn là nơi lưu trữ, xong nhấn ok, rồi là soạn thảo code xong thì chúng ta sẽ dịch compiler, chúng ta sẽ run nó đi, run nếu mà không thấy không hợp lý thì lại quay về soạn thảo code, hoặc là sai chúng ta quay về soạn thảo code xong lại dịch và chạy, thế thôi. Thì cái bước này sẽ chung cho các ngôn lập trình.
Chúng ta đã giới thiệu sơ qua về cái ngôn lập trình. Một số slide thì cô cũng gửi trên Classroom, các bạn có thể tham khảo ở trên đó nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm thử trên online. Được chưa? Làm thử online nhé. Đấy, hỏi chị Google đã này. Đầu tiên ngày xưa là anh Google, hôm bây giờ từ ngày mà Google dòng truyền cái giọng nói nữ vào thì từ đấy đã chúng ta sinh viên chúng ta được gọi là chị Google. Đấy, một là chúng ta sẽ search với từ compiler Python online hoặc Python online nó cũng ra. Thế còn nếu mà chúng ta lại cẩn thận nữa thì chúng ta sẽ tìm đến chỉ đến những trang web mà có nhúng về cái compiler Python. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn lên search với từ Python online hoặc Python compiler online, chúng ta sẽ ra rất rất nhiều luôn. Đấy, thế là chúng ta sẽ có một là chúng ta sẽ tự tìm đến cái trang web mà có nhúng nhúng cái bộ dịch Python vào để thử. Hai là chúng ta dùng luôn cái link mà cô gửi lúc nãy, được chưa? Để chúng ta thử online luôn trước cần cài. Thế còn tí nữa giờ chơi các bạn download về các bạn cài thử nhé. Thì đây các bạn sẽ có này, đây là chương trình nổi tiếng nhất trong các ngôn lập trình nè, đấy, Hello World. Thì các trang web thì đa số là các bạn thấy là nó sẽ có run, được chưa? Run là chạy, thường là run hoặc execute. Run là execute thì ở đây run là chạy này, đấy, nó sẽ ra kết quả này. Thì cái ở cặp nháy đơn là cặp nháy kép ở trong Python nó là sâu thôi, thì ở trong print là hiển thị ra màn hình. Đấy, print Hello World hiển thị ra màn hình chữ Hello World. Đây là chương trình nổi tiếng nhất trong ngôn lập trình. Đấy, thường là run hoặc là execute, nó sẽ hiện bên tay phải hoặc là hiển thị phía dưới. Còn đây trang web này đây. Trang web này hoành tráng hơn cái demo của nó không thèm demo Hello World mà demo sẵn chương trình mà có dev luôn, có chương trình con luôn. Thế thôi, chúng ta đơn giản hóa vấn đề thôi. Đây chữ run đây, các bạn nhìn thấy chữ run này, cái biểu tượng run này, cái kết quả này ạ. Thế còn cái dấu thăng ở đây là cái comment.
comment là cái chú thích theo dòng. Nó sẽ có một dạng là chú thích một dòng hoặc chú thích trên nhiều dòng. Đấy, comment a line or comment multi line. Thì comment một dòng thì người ta sẽ để dấu thăng như thế trước cái dòng chú thích. Còn là comment multi line nhiều dòng thì người ta sẽ để cặp ba nháy đơn, ba nháy kép. Đấy, đây là chương trình nổi tiếng nhất trong lập trình. Rồi, hello. Đấy, chỗ này chị run đây. Có trang nó sẽ là execute. Đây, đây cũng là run ạ. Đấy, cái trang này thì chúng ta đấy, ngày xưa thì để 2.7 nhưng bây giờ chắc là phiên bản 2.0 ít người dùng, không người dùng nữa nên là người ta bỏ cái 2.7 rồi. Để còn mỗi 3.6 thôi. Đây, execute đây, execution. Thì các bạn nhìn thấy đây là cái first này là dòng đầu tiên, nó đang trỏ vào dòng đầu tiên này. Để, nhìn chưa? Next là dòng sẽ dòng tiếp theo. Đấy, sau khi chạy dòng đầu tiên xong đấy, thì các bạn sẽ lấy kết quả hiển thị ra màn hình chữ Hello World này. Và nó đang ở dòng số 2 này. Đấy, next tiếp là hết rồi đúng không? Đấy, cứ chạy xong dòng nào là kết quả dòng đấy. Đấy là lý do vì sao mà chọn cái trang web này cho các bạn. Bởi vì là chúng ta có thể hình dung ra là từng dòng nó sẽ chạy như thế nào. Lớp trưởng lớp mình tên là gì nhỉ? Và lớp mình có bao nhiêu bạn nhỉ? Lớp trưởng tên là gì em? Nguyễn Văn Khang cô ạ. Ok. Cô đang viết nhiều dòng để thử nghiệm. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Dòng đầu tiên nhá. Đấy, chạy xong một cái nó ra Hello World này. Đấy, nó mũi tên màu đỏ đang ở dòng số 2 này. Còn lại chúng ta có thể viết code ở trên cái IDEA chúng ta trên file trên, xong chúng ta sẽ paste vào trong cái trang web này, chúng ta có thể chạy được từng dòng. Đấy là kinh nghiệm nếu mà chúng ta muốn xem là kết quả chạy từng dòng nó như thế nào, có đúng theo tư duy của chúng ta không. Thế còn cái bởi vì nó là thông dịch nên chúng ta không chạy thì từng dòng được. Ok nhá, đấy từng dòng nó sẽ ra kết quả. Các bạn nhìn output. Thế còn sau này chúng ta học cái dãy nhánh với cả học lập ấy, thì nó nhìn nhìn nó sẽ thấy rõ hơn theo từng bước hoặc là chương trình con nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ vừa ra chơi và vừa chạy thử nghiệm chạy chương trình Hello World. Các bạn chạy trên ít nhất một cái trang link online nhé, và đồng thời trong lúc mà viết code link online này thì các bạn cũng sẽ tải cái file trên mấy Python về cả. Ok chưa? Cài, thế còn cài xong có thể là chúng ta sẽ chưa chưa cài đặt biến môi trường, chưa chạy luôn thì chúng ta cứ cài đặt đã. Ok, chúng ta bắt đầu viết code online và có 5 phút nghỉ giải lao nữa. Lúc nãy chúng ta đã demo chạy ở trên web rồi. Bây giờ chúng ta sẽ demo chạy ở trên IDE đích thực file trên. Thế để có thể chạy được trên IDE đích thực file trên này thì chúng ta chú ý là như lúc cô nói là chúng ta sẽ cài cái nhân dịch chương trình. Đấy chính là Python là các bạn phải cài trước. Sau đó thì các bạn cài Python xong thì chúng ta sẽ cài file trên. Cài xong nhé, còn đã chưa tương thích gì cả thì nó sẽ không chạy được, nên chúng ta sẽ phải thêm một bước nữa để nhận diện ở Python. Chúng ta nhận diện là cái Python, vì có thể các bạn sẽ cài rất nhiều lần và cài nó ở các đường dẫn khác nhau, các bạn cài chồng với nhau thì nó nhận là một thôi, nhưng mà các bạn cài lúc này cài ổ C, lúc này cài ổ D, lúc này cài ổ E, lúc này cài ổ C ở trong program file, lúc này cài ổ C ở trong thư mục Python, tức là mỗi lần các bạn cài cái version khác nhau, đường dẫn khác nhau thì lúc ấy chúng ta sẽ có nhiều nhiều nhân, thì chúng ta chọn một trong các nhân đấy.
Thế ở nhân nào mà bạn đã xóa mất rồi nó không tồn tại, ở nhân nào một cái lỗi thì là nó sẽ không hiểu. Và các bạn cài nhân 2.7 thì các bạn phải code theo cái theo version 2 chấm. Thế còn nếu bạn cài ví dụ 3.6 thì các bạn sẽ code theo nhân 3 chấm. Chứ còn hai cái version 2.3 chấm nó sẽ khác nhau. Nhưng mà cô nói rồi, mặc định chúng ta sẽ lựa chọn và chạy theo version 3 chấm nhé. À, cái này nó bắt activate thôi. Nhưng mà thôi, mình cứ dùng UI đã. Đấy, cái bản như cô nhớ là cô cài cái bản Professional này. Professional đây thì Professional thì là nó sẽ mất phí. Chỉ có Community mới là free thôi. Nên là cài Professional ở đây kiểu gì cũng sẽ, chắc là sau hôm nay cô sẽ lại gỡ đi, cô cài lại bản Community. Cái bản Professional đây nó bắt trả phí nên nó bắt kích hoạt này, nếu không thì sẽ dùng thử. Thế thôi cứ dùng thử dùng tạm đấy vậy. Đấy, sau khi mở PyTrain nhá, sau khi mở PyTrain này, nhắn gì nhỉ? À, được nhá, cứ miễn là cái PyTrain của chúng ta là muốn free, cô nói rồi, ví dụ thế PyTrain để chúng ta từ bản community thì nó sẽ free, còn nếu không như Professional hay Ultimate là chúng ta sẽ phải trả phí, nếu không chúng ta chỉ dùng thử thôi. Thì bạn vừa nhìn thấy cái PyTrain cô mở ra là cô nhớ cài cái bản Professional, do nó sau đó là yêu cầu chúng ta là activate cái code đấy. Thế dùng thử 30 ngày thì ok. Thế là buổi sau thì chắc chắn là giao diện, ở trên giao diện các bạn sẽ nhìn thấy cô sẽ là community chứ không phải là professional nữa. Thế thì khi mới vào thì các bạn chú ý là chúng ta sẽ confirm cho cả tất cả ứng dụng trên file trên, thì chúng ta sẽ vào confirm mới setup setting mấy từ đấy, hoặc nó sẽ thay phiên nhau. Thì ở đây thằng file trên chúng ta là confirm, thì ở đây chúng ta sẽ có thể vào setting ở đây, hoặc là chúng ta new project xong rồi chúng ta sẽ vào setting ở trong của cái project đấy. Đây, cái này là cô vào cái config đây nhá. Thì nó sẽ cho toàn bộ các cái cho cả cái IDE này luôn, và tất cả ứng dụng mà tạo trên cái IDE này, môi trường phát triển tích hợp này. Setting nhá. Đấy, thì ở đây nó thiết lập mà nó sẽ có một số cái các bạn có thể để ý này. Cái đây là cái sự xuất hiện và đối xử, thực ra cái này ít chúng ta ít dùng hơn. Đây là cái giao diện như đa số là chúng ta sẽ chọn Intel gì nhá. Đây cái bộ dịch này, ví dụ có bạn thì mắt kém chẳng hạn thì chúng ta có thể là dùng cái size chữ nó to hơn một chút, 13 nó hơi nhỏ chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta dùng size chữ nó lớn hơn một chút, hoặc thậm chí các bạn để các size chữ hẳn 18 chẳng hạn, được chưa? Đấy, line spacing thì cái khoảng 1.1 1.2 là đẹp. Đấy, phông chữ các bạn không thích consular mà các bạn thích chọn phông chữ khác, được chưa? Nhưng mà cô thấy là thường người ta sẽ chọn hai cái phông chữ này, Corel New hoặc là consular, thì code đa số là dùng hai phông này. Như ở trong giáo trình Python đấy, mà ở trên Face thầy Hậu có share free cho tất cả chúng ta. Mình tự học offline thì các bạn sẽ mua sách hoặc là photo sách. Còn học on thì chúng ta do là phải cái ra ngoài ngại nên là chúng ta sẽ tạm thời dùng cái bản mềm đấy. Bản mềm các bạn có thấy là code thì cũng là chọn cái phông chữ này, đây là phông chữ thích hợp cho các cái code và hầu như có thể là do nhìn quen rồi rồi là đấy, đa số là cô sẽ chọn lại cái size chữ này.
để mua cho các bạn thì cô sẽ để cái size chữ nó lớn một chút để cho chúng ta nhìn cho nó dễ. Đấy, những cái này các bạn cứ tìm hiểu thôi. Nó chỉ thay đổi giao diện thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Thì cái quan trọng nhất là cái project interpreter. Đấy. Dịch đúng không? Dịch dự, dịch cái dự án của chúng ta, dịch cái ứng dụng của chúng ta xây dựng. Thế còn cái này liên quan đến build và execute, tức là dịch và chạy chương trình. Đấy, nhưng quan trọng là chúng ta phải tương thích giữa cái Python với PyTorch, tương thích giữa Python với PyTorch. Thế rồi, cô chưa cài Python rồi. Đấy, thế nếu mà cài rồi nhá, thì chúng ta xem là cài đâu để chúng ta tìm. Thế còn chưa cài thì chúng ta sẽ bắt buộc phải cài. Cài môi trường thì nó mới nhận. Sẽ dừng một chút để cô sẽ cài cái file Python vào. Ra là cái ổ đĩa là cô hôm qua cô mới bảo hành. Nên là cài chưa cài hết. Cái tài liệu của các bạn lấy trên Classroom nhé. À, đây sẽ là tài liệu chính của chúng ta này. Đấy, trong lúc tải thì cô sẽ nói sơ qua về cái tài liệu trên Classroom của chúng ta. Đây sẽ là tài liệu chính mà chúng ta sẽ tham khảo nhé. Dạ. Các cái nội dung bài lý thuyết chúng ta sẽ tập trung ở đây, và trong cuối bài sẽ có phần bài tập trắc nghiệm, bài tập quiz và bài tập practice. Thì chúng ta sẽ làm cả bài tập quiz và bài tập practice luôn. Sau mỗi bài. Đấy, chúng ta sẽ cái bài 1 này thì Tân viết rất là cẩn thận, chụp từng hình từng bước. Đấy, chúng ta lúc mà cài đặt, chúng ta cài đặt xong Python. Cài đặt Python chưa có idea nhá, thì chúng ta sẽ vào cái commandos cmd để chúng ta có thể chạy luôn được với Python rồi. Nó sẽ là cái màn hình lệnh, nó màu nó hơi đen một chút thôi. Thế còn nếu mà cài idea rồi thì là chúng ta sẽ tương thích giữa IDE và cái compiler của Python để chúng ta dịch chạy chương trình. Đấy, từng bước ở trong cái bài 1 rất là rõ. Đấy, còn bài 2 thì các biến kiểu, lúc nào lý thuyết thì các bạn sẽ bám sát vào trong cái cuốn giáo trình này. Đấy, còn bài tập thì cô cũng đã cái ở trên thư viện cũng có sách nhé. Thư viện có sách, được chưa? Các bạn có thể lên thư viện mượn. Nhưng thư viện là cơ sở 1, cơ sở 2 cũng không rõ là có bao nhiêu cuốn. Cái bài tập thì cô đã đưa lên đây. Thì bài tập thông thường nó tùy theo năng lực các bạn. Cô sẽ lấy bài trong đây và có thể làm bài thêm ở ngoài nữa. Đấy, nên các bạn có thể là mở ra xem trước. Đấy, slide giống như cái slide lúc nãy cô mở, hoặc là tí nữa cô mở slide khác thì các bạn đã xem slide ở trên này. Like các bài giảng ở đây.
À, chắc là cô là cài xong rồi, là tải xong rồi. Nó nhẹ mà, Python Pytrain nó cũng nó không nặng. Cài nó rất là nhanh thôi. Đấy. Thì ở đây là cái version mà cô gửi thì là version 364 bit, nên là bạn nào hệ 32 bit thì chúng ta sẽ chọn. Đấy, thông thường thì cái hệ điều hành hoặc cái app đa số chúng ta cứ next 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 đến khi nào bắt chúng ta chọn accept thì chúng ta phải accept. Đấy, cài các phần mềm rất là đơn giản, nguyên tắc của nó không có gì cả. Thế là chỗ này chúng ta chú ý nhá, khi mà cài đặt Python ấy thì ở đây chúng ta nó sẽ có cái theo chế độ mặc định, được chưa? Đấy, cài đây là cài đặt theo chế độ mặc định, còn cái customize là cài đặt theo cái của chúng ta. Thì lời khuyên của cô là khi các bạn mới thì các bạn cứ cài đặt theo mặc định. Thế còn nếu như mà biết rồi thì chúng ta có thể cài đặt theo option cho chúng ta, customize theo của chúng ta. Đấy, đây là cái đường dẫn mặc định này. Đó là ở user, admin, app, data, các bạn cũng có thể lưu lại đường dẫn này. Còn nếu mà đường dẫn mặc định thì thông thường là các bạn lên internet thì hầu như là họ sẽ hướng dẫn theo đường dẫn dẫn mặc định này, nên là chúng ta cũng không cần phải quan tâm nhiều. Thế còn nếu như mà trên cái hệ điều hành của bạn mà có nhiều cái tài khoản dụng như của cô để mỗi tài khoản thôi. Đấy, thì nếu như mà các bạn không chọn cho own user thì nó chỉ cho user hiện tại, cái loại user thường là admin user. Thế còn ở guest thì sợ là không chạy được. Đấy, các bạn có thể tích vào cài đặt cho tất cả các cái người dùng thì đều có thể chạy được. Đấy, thì đây cô sẽ customize là cài đặt ở ổ C, ở program file Python, hoặc không thì thậm chí là cô cài đặt luôn, chọn luôn ở ổ C Python 3.7 luôn. Thế còn nếu bạn nào lại cài đặt lại, nó đang lỗi gì này, một cái version khác của sản của cái này nó đang có rồi. À, khả năng là cô cài Visual Studio nên nó mặc định nó có Python. À, nhiều khi cài rồi mà cũng không để ý, thì lúc đó đấy chúng ta cài rồi chúng ta cứ vào file trên xong chúng ta xem là cái đường link chúng ta ép vào thôi. À, chắc chắn là cô cài Visual Studio mà có tích Python là nó có Python rồi. À, vấn đề là cô đang không nhớ là cái đường link nó chỗ nào. À, nó chưa tích hợp trong môi trường này.
này không đơn giản tí nào. Vì người mới không đơn giản chút nào, nên lời khuyên của cô lúc nãy cô mới bảo là các bạn sẽ cài đặt theo cái mặc định, theo chế độ mặc định, chứ không nên để chế độ customize. Thế còn đối với cô thì cô không muốn theo cái chế độ mặc định đấy, đường dẫn nó rất là dài, nên thường là cô thường cài đặt theo chế độ customize option, cái place, cái nơi location, cái nơi lưu trữ cái file code script ấy, cái phần mục script của Python. Đấy, bởi vì ở trên internet người ta hướng dẫn thì đa số là người ta sẽ hướng dẫn theo cái mặc định. Nhưng mà thông thường khi mà các bạn cài đặt ấy, các bạn cài đặt Python trước rồi các bạn cài đặt PyTorch sau thì nó sẽ hiển thị ở đây. Và nếu như mà chúng ta cài đặt nhiều version khác nhau ở vị trí khác nhau thì nó sẽ hiển thị ở đây. Còn không thì như lúc nãy chúng ta thấy như của cô này chẳng, nó không hiển thị. Tức là nó không có no interpreter luôn, tức là nó không biết là đã cài cái compiler Python rồi. Vậy nên chúng ta sẽ phải tìm đến cái nơi mà chúng ta cài đặt cái thư mục script của Python. Thư mục script này. Đấy, thư mục script của mà cái thư mục mà chứa cái python.exe này. Đấy. Thì chúng ta mới có thể dịch được nó. Và sau khi ok xong hết rồi, chúng ta sẽ apply. Đấy, như vậy bây giờ chúng ta tạo project thôi. Tức là chúng ta tích hợp được cái compiler của Python vào cái IDE PyTorch rồi. Bây giờ chúng ta tạo một chạy bình thường. Thì mặc định khi mà tạo cái project nhá, thì nó sẽ thường là ổ C. Đấy, nhưng mà thông thường cô hay để là gì? Thói quen, đây là thói quen. Và các bạn cũng nên có thói quen của mình. Để khi nào mà chúng ta quên thì chúng ta cứ theo biết là theo thói quen thì chúng ta đến đấy chúng ta tìm. Thì cái vấn đề ở đây là thông thường của cô là ổ C cô chỉ để lưu các cái phần mềm chạy thôi, khoảng 100GB để cài đặt các cái chương trình. Và cái số lượng các chương trình nó cài đặt cũng rất là nặng rồi. Nên nếu mà chúng ta lưu dữ liệu trong ổ C nữa thì cái phần trống nó ít, mà phần trống nó ít thì nên ảnh hưởng đến tốc độ của máy. Cái nôm na nguyên lý là như thế. Nên là thông thường ấy, dữ liệu chúng ta nên lưu ở nơi khác. Về kể cả chúng ta cài lại hệ điều hành thì cái code của chúng ta, cái chương trình sản phẩm nghiên cứu khoa học của chúng ta nó cũng không mất. Đấy, nên thông thường là dữ liệu cô sẽ lưu sang một chỗ khác. Ví dụ cô lưu ở D chẳng hạn. Đấy, nó chưa có thư mục Python. Đấy, cô sẽ sau này các code của cái môn này cô sẽ để hết trong cái Python code luôn. Ở trong ổ D, ở trong đường các code. Thì lần đầu tiên chạy nhá, lần đầu tiên chạy bao giờ nó sẽ chậm một chút. Lần đầu tiên chạy bao giờ nó chậm một chút bởi vì nó sẽ loát. Thế lần sau chạy thì nó sẽ nhanh hơn. Giống như các bạn học ở trên team, đúng không? Giống như các bạn học ở trên team hiện nay. Thì chúng ta thấy là gì? Học trên team thì các bạn thấy là đầu tiên, lần đầu tiên là phải đăng nhập, nào là theo đúng tài khoản, nào là chúng ta muốn là nhanh và tiện thì chúng ta lại còn cài cả team nữa. Như vậy phải tích hợp được cái tài khoản của chúng ta ở trên cái học trực tuyến với cái tài khoản team. Nên lần đầu tiên như vậy còn phải xác thực số điện thoại. Nhưng chỉ lần đầu tiên thôi, những lần sau nó sẽ rất là nhanh. Thì ở đây cũng thế. Cái lần đầu tiên của chúng ta nó sẽ phải tương thích. Nó sẽ nhận diện cái mã nguồn kia và nó tạo project nên nó sẽ lâu. Lần sau chúng ta mở project ra, chúng ta thao tác thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đấy, chúng ta chờ một chút nhé. Thế còn cái welcome to PyTorch này thì cái này nó sẽ chỉ là cái dòng chú thích hỗ trợ chúng ta thôi. Nên các bạn có thể next để chúng ta xem cái hướng dẫn. Đấy, còn nếu không thì chúng ta chọn để lần sau cho nó sẽ không hiển thị nữa. Của cô đã tạo xong rồi. Tất cả các bạn nhìn lên đây nhá, tất cả chúng ta nhìn lên đây nhá, có thể chúng ta đang cài gì đấy, tất cả chúng ta nhìn lên đây. Đấy, có project rồi, đây này, project của sẽ chứa các code ở đây là sẽ là Python code này. Đấy, bây giờ tạo thôi, tạo file code hello world nhá. Thì ở đây theo nguyên lý ấy, thì các bạn cứ nhấn chuột phải thì là làm được với cái gì, với cái đối tượng đấy nó sẽ ra hết. Nó không ra hết thì nó cũng ra gần hết.
Đấy. Và chúng ta muốn là tạo file code đúng không? Tổ hợp tạo file dữ liệu đúng không? Thì chúng ta cứ new thôi. Chưa? Đấy, tạo file này, new này. Thì đây nó sẽ có rất là nhiều loại file code hỗ trợ chúng ta. Đấy, new file thì đây là một file, file đấy chưa có định dạng. Đấy, tiếp theo là swap file là cái dạng mà cái file swap là viết cào ấy. Cái file nó cái dạng mới hoàn toàn, chúng ta đối với môn này chúng ta không quan tâm cái đấy. Còn đây là tạo thư mục con, ở trong cái thư mục sẽ chứa các file code. Thì chúng ta hầu như là sẽ chọn cái này này. Hoặc là cái file packet ấy, thì là chúng ta sẽ tạo cái thư viện, viết thư viện cho nó. Nhưng mà chỉnh của chúng ta thì mới bay mới bắt đầu nên chúng ta chưa nghĩ gì để tạo thư viện đâu. Và sau này chúng ta là professional rồi, chúng ta là chuyên gia rồi, chúng ta mới nghĩ đến việc mà chúng ta sẽ tạo packet cho người khác dùng. Bây giờ được chưa? Nên là cái này chúng ta cũng không quan tâm. Đấy, Python file là cái file mà nó mặc định là file code luôn, nó đuôi là key luôn. Thế còn đây là thư mục này. File này thì là nếu như mà các bạn chọn cái này được, nhưng các bạn sẽ phải thêm cái đuôi mà rộng là key nữa. Thế đây là HTML, môn này chưa dùng đến, chưa nghĩ đến. Shift chưa dùng đến, Java, viết các thứ cất toàn bộ các bạn chưa dùng đến. Các bạn chỉ dùng đến cái này này. Directory với folder nó đều là thư mục cả. Sẽ chứa cái thư mục mà chứa code hoặc thư mục mà chứa dữ liệu, các cái file text và sau này chúng ta sẽ làm cuối môn ấy. Với cả cái file này, đây hai cái này. Directory và Python file. Và cùng nắm thêm cái file nữa. Nốt vào nhé, các bạn nốt vào nhé. Có ba cái, một là file này, directory, Python file. Thì ví dụ như file mà chúng ta chứa dữ liệu file text ấy, thì chúng ta sẽ dùng Python file, à file bình thường. Xong rồi các bạn sẽ đuôi tt vào. Các bạn chọn cái này mà cái đuôi là pi thì cũng giống như là cái file code thông thường thôi. Đấy. Thế còn nếu như mà là file text thì các bạn sẽ đấy, thì các bạn để cái phần đuôi mở rộng. Thì cái này chúng ta phải kiến thức là phần đuôi mở rộng. Hoặc là file HTML. Sau này các bạn mà học web thì các bạn thiết kế HTML ở đây này. Đấy, hoặc các bạn học web học mobile thì dữ liệu, đa số dữ liệu trên web chúng ta lưu dưới dạng HTML hoặc là JSON. Đấy, thì dữ liệu kiểu ở đây thôi. Thì một cách là chúng ta sẽ file rồi chúng ta sẽ có đuôi mở rộng. Directory nó là thư mục. Thì thông thường là chúng ta sẽ gom những cái gì đó vào thư mục. Đấy, cô đang vừa cái thao tác mà cô cắt vết vào. Thì thường dữ liệu chúng ta hay lưu ở trong cái một cái thư mục này. Hoặc là các cái code của cái bài code về cấu trúc điều khiển chẳng hạn. Cấu trúc điều khiển chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta code chúng ta lưu ở trong này hết. Kiểu như thế. Thì đấy là chúng ta sẽ tạo đến cái thư mục File Directory. Thế còn cứ file code thì chúng ta cứ là Python file thôi. Ví dụ đây là con bé viết chương trình Hello World nhé. Thì đây mặc định đuôi nó là PI rồi, nên chúng ta không phải nhập cái đuôi PI nữa. Hello World đúng không? Rồi, copy lại cái code lúc nãy. Đấy, cho nó dài. Và chạy thôi. Thì như cô nói là cứ gì, cứ chuột phải, làm được gì với đối tượng thì đều làm được hết. Đấy, ví dụ cô run hello này. Thì kết quả chương trình nó sẽ ở dưới. Đa số nó sẽ theo mô hình này. Thế còn nếu mà chúng ta kéo sang bên trái hoặc kéo sang bên phải thì nó cũng được thôi. Không vấn đề gì.
Thôi cứ xóa hết đi. Hello World thôi. Xóa thì phím tắt là Ctrl A nhá. Ctrl A chọn hết xong nhấn đen là cái nào xóa hết. Đen ở trên bàn phím ấy. Hoặc không thì chuyển về Ctrl sược để chuyển về comment cũng được. Rồi em viết code đi. Green Hello World. Hoặc là copy cái code lúc nãy mà chúng ta viết ở trên Internet ấy. Ôi, hay không hello world là hello 125211. Rồi, run đi ạ. Nhấn chuột phải chọn run hoặc cái ký biểu tượng run ở phía trên ấy. Em đang chương trình nó đang lỗi, em thiếu dấu đóng ngoặc tròn. Nhấn chuột phải, nhấn vào chỗ trắng mà. Chỗ vùng trắng ấy. Còn nếu không em nhấn run ở phía trên. Nhấn cái phím run phía trên không được à? Cái biểu tượng run ấy. Đấy. Được mà. Dần dần đã quen. Gọi lần đầu. Ok, cảm ơn em. Thế thôi, các bạn đã vừa nhìn bạn làm lại cái thao tác lúc nãy tích hợp giữa IDE với cả cái compiler Python giống như của cô rồi. Thế là chúng ta được thử hai lần thì chắc là chúng nó sẽ có kinh nghiệm hơn. Đấy, và một kinh nghiệm nữa là trường bạn đã cài rất nhiều lần Python mà bạn không biết là mình cài xong rồi. À, chúng ta nghỉ giải lao một chút nhá. Sau đấy sẽ đặt vào nội dung mới. Đấy, bạn nào cài